Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Quân khu 5 là một địa chỉ đỏ thu hút nhiều đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan, học tập. Để có được kết quả đó, Bảo tàng đã luôn chủ động đổi mới phương pháp và cách làm, nâng cao chất lượng trong các khâu nghiệp vụ, đặc biệt là công tác sưu tầm, trưng bày triển lãm và phục vụ khách tham quan. Buổi tham quan khu nhà sàn Bác Hồ của các sinh viên Trường Đại học Duy Tân, thành phố Đà Nẵng, ai nấy đều chăm chú lắng nghe, cẩn thận ghi chép thông tin, dấu mốc lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện lịch sử sống động gắn với từng hiện vật được trưng bày tại nơi này đã để lại mỗi người một ấn tượng lắng động riêng sau chuyến tham quan. Em ấn tượng nhất là chiếc cốc màu trắng của Bác Hồ. Tại theo quan điểm của em là chiếc cốc thì thường là uống nước hoặc là để gặt tặng thuốc. Nhưng mà đó là độc đáo ở chỗ là để mỗi sáng sớm Bác Hồ sẽ hái một bông hoa nhài, bỏ vào đó và làm việc. Còn đây là chiếc cọc kỳ xanh, vật dụng được bộ đội ta sử dụng thay thế quốc sản để đào công sự ngụy trang. Nhờ có vũ khí này đã góp phần quan trọng vào chiến thắng kỳ xanh của quân dân ta năm 1964, đánh dấu lần đầu tiên chiến thuật thiết xa vận của đế quốc Mỹ bị đánh bại trên chiến trường khu 5. Em khá là thấy thú vị và hấp dẫn việc mà bằng những vũ khí rất là đơn giản như là cây cối trong rừng thì qua bàn tay mài dũa của ông cha ta thì nó lại là một vũ khí có thể làm nên một trận chiến thắng kỳ xanh mang tính lịch sử. Từ những lời thuyết minh, những hiện vật, câu chuyện lịch sử dần mở ra, trở nên dễ hiểu, dễ nhớ. Đây được coi là cầu nối giữa khách tham quan với hiện vật. Vì vậy, với hơn 40.000 hiện vật, hình ảnh được trưng bày tại đây, các thuyết minh viên phải nắm bắt nội dung, hoàn cảnh lịch sử để thông tin đến khách tham quan được rõ ràng, chính xác, có những dẫn chứng sinh động, đồng thời phải xây dựng nội dung, phương pháp thuyết minh phù hợp với từng sự kiện, đối tượng, tạo cảm xúc cho người xem. Tôi có giới thiệu về cái cọc cây xanh thì có một bạn sinh viên đã hỏi tại sao chúng ta gọi đó là cây cọc cây xanh mà không gọi là một cây cọc khác. Thì câu hỏi của bạn sinh viên không nằm trong sự chuẩn bị của người thuyết minh viên, nhưng bằng những kinh nghiệm vốn có và cũng như những tài liệu mà thuyết minh viên đã nắm vững thì thuyết minh viên có thể giải thích cho du khách hiểu rằng cây cọc cây xanh là một trong những cây cọc mà được đồng chí Chu Huy Măng sử dụng để đánh thắng. Nhờ có nó cho nên chúng ta mới tạo nên một trận đánh đi vào huyền thoại. Ngoài việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức bảo quản kỹ lưỡng, chu đáo các hiện vật, hình ảnh để không hư hỏng, xuống cấp, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ chính trị nhanh nhất, cũng như thường xuyên liên hệ với các cá nhân, đơn vị, mở rộng hoạt động sưu tầm với nhiều hiện vật, hình ảnh mới. Hàng năm, chúng tôi chỉ đạo bộ phận sưu tầm xây dựng kế hoạch theo các chủ đề, kỹ vật kháng chiến, những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu của lực lượng vũ trang khu trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong phòng chống dịch Covid-19. Theo các chủ đề thì bộ phận sưu tầm tiếp có cái sự tiếp cận khác nhau. Trên cơ sở đó chúng tôi phối hợp với các hội chứng binh các tỉnh, các quận, các huyện để cử cán bộ sưu tầm. Qua các năm thì chúng tôi đã tiến hành sưu tầm trên 400 hình ảnh tư liệu. Đây là có thể nói là nguồn hiện vật tiêu biểu của lực lượng vũ trang khu để bổ sung cho công tác trưng bày sau này. Năm qua, mặc dù ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, phải có 3 tháng tạm hủy vì dịch bệnh, bảo tàng vẫn đón hơn 40.000 khách đến tham quan, học tập. Điều này chứng minh đây luôn là điểm đến hấp dẫn để khách tham quan được nghiên cứu, tuyên truyền về những giá trị di sản văn hóa quân sự. Ngược lại cũng là sợi chỉ đỏ để những truyền thống tốt đẹp, giá trị lịch sử quân đội, trong đó có lực lượng vũ trang quân khu 5 đến gần hơn với công chúng.